Nó nè cả nhà ơi. Rồi. Rồi 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 rồi, cái gì ở đây? Có gì ở đây? Gì ở nhà? Cái này hết chạy rồi. Trời ơi, gì vậy? Đồ ô, đồ ô. Cả nhà ơi. Chim này lụm nữa nè. Cái gì vậy? Cái gì vậy? À, hủ tiếu thì rồi, được rồi, cảm ơn chú ông chú nhiều. Đang đi sách cho từng nhà hết. Tắm chào luôn cả nhà nha. Tiếp tục buổi chiều cả nhà ơi. Buổi sáng cá rô ngon quá trời. Cá rô nay tắm vô tình tắm phát hiện cái bầy cá rô cũng quýnh sáng giờ cũng nhiều à. Bộn này. Sau thời gian ăn uống nghỉ ngơi trưa rồi ăn uống xíu rồi giờ bắt đầu tiếp tục cả nhà. Nắng quá nắng cả nhà. Rồi đầu video tắm chúc cả nhà buổi chiều an lành nha. Tắm đi hôm nay có hai chú cháu cả nhà, có một tiếng nữa. Tiếng ngồi bên kia, tắm ngồi bên này. Rồi, tiếp tục chương trình, mời cả nhà cùng theo dõi hai chú cháu tắm săn cá rô ngon nha, cá rô ngon lắm cả nhà. Cá to mà mập. Tắm đàn ăn cơm. Ăn cơm mà còn không yên với nó nữa cả nhà ơi. Cá rồi nè. Con nào nấy coi thấy sướng vậy không? Đen thui nó mập ú. Chà bá luôn cả nhà. Cá nó to lắm nha cả nhà. Tắm tính dở lên để chút nữa ấy sao mà tính dở lên luôn á mà sao dở cũng dính nữa. Chiếc này hết chạy rồi. Trời ơi, gì vậy? Trời ơi, trời ơi. Tiến. Nè, Tiến. Dạ. Cái chở dây nè Tiến. Sướng không? Dây không mày vô nhâm không nè Tiến. Dạ. Dàn ôm mà đỏ lọ cái gáy là đen thui, cái lưng cái ức nó dàn ôm. Đây là cả nhà. Cá vậy không mà mày vô nãy cả nhà thấy nó ăn ngộ không? Ừ. Đó. Đây nè. Con nào cũng lấy nó dần ôm rồi cả nhà. Cá quá trời đẹp luôn. Con nào cũng lấy nó dần ôm, nó đang thui. Thắt mấy con cỏ. Ừ, ăn này cả nhà ơi. Lạ dữ hả? Bự lắm hả? Lấy cái móc, cái móc. Chiếc này là hết chạy nè con. Trời, cá rô. Cả nhà thấy không? Cá rô cỡ này nè. Mãi vô nó ăn mất cười không? Ăn y như cá con vậy. Ai à? À, cả nhà thấy không? Cá đâu có nhỏ đâu. Mãi vô nó ăn là nhứ cái thục, là nhứ cái thục. Ừ. Cá vàng ươm mà đen mung. Cái ức kia nó vàng mà cái lưng kia nó đen đã ghê. Nó chịu ăn liên tục vậy.
đi đâu bạn. Cá rô sướng rồi không? Giật cái hút căng vậy. Không cả nhà. Cá rô mà giật cái nó hút cái căng. Sướng không? Các bạn. Cái gì? Cái gì vậy? Đâm nhức ghê luôn. Nhỏ nhỏ vậy đâm ghê luôn. Chiên này lụm đó này. Ủa, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cảm ơn. Cái gì vậy? Trời ơi, cá lóc. Trời ơi, sao có số cái đụng cá lóc hoài ta. Sao to số tâm đi câu cá rô cái đụng cá lóc hoài không biết. Con này không có lớn lắm đâu nha. Sao nay đi không rời đi câu cá rô đụng cá lóc hoài không biết. Nhức quá tam nha. Tao nói mày nhức quá tam mà mày không tin. Nói mày nhức quá ta mà mày không tin, mày giận mặt. Quá đã không cả nhà. Mày dám giận mặt với Tám. Mày dám giận mặt với Tám cả nhà ơi. Cái này đâu có nhỏ đâu cả nhà. Nè, đâu có nhỏ đâu. Mà nó tha nó chạy. Chạy hai cục mồi thứ ba đâu có để nó chạy được. Con ơi quá đã cả nhà ơi. Trời ơi. Quá phê. Đồ có tụi khác đây nó hút cái chạy. Tấm lò tấm nó. Nó hai cái lẩu. Vô nó hút cái chạy. Cá ngon cả nhà. Cá ngon ngon không cả nhà ơi. Con nào nấy nó nu cũng nằng. Còn do cả nhà. Đó. Ăn nữa cả nhà. Cá gì đây? Không phải cá rô không? Quay đầu giống cá rô quá cả nhà. Máu nữa nè cả nhà ơi. Cá gì đây? Quá đã cả nhà. Cá gì? Ồ, cá rô. Quá ngon.
nay chúng ổ hốt ổ rồi cả nhà ơi. Tâm hốt ổ cá rô rồi cả nhà. Cá rô nè, cả nhà thấy nè, con nào cũng lấy cái này cả nhà, cái đồng mà nó cỡ này là quá ngon rồi cả nhà nè, không dần ôm mập ú à, quá đã cả nhà ơi. Cái gì? Quá đã cả nhà. Cả nhà thấy cá rô mà giật cái chạy công cần nha. Quá đã cả nhà ơi. Quá trời đã luôn. Cá rô mà giật cái nó chạy công cần vậy cả nhà. Quá sướng không? Con nào cũng nấy đen thui, dần ôm cái ức nó dần ôm mà. Quá trời sướng. Con này cả nhà. Nó mỏng gì chứ mà nó cứng ghê lắm. Ăn là cả nhà ơi. Nó nè cả nhà ơi. Rồi. Rồi 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 rồi, cái gì nữa đây? Có gì nữa đây? Cái gì nữa đây? Rồi. Ờ, có cá lóc nữa. Trời ơi. Trời, sáng giờ con thứ hai rồi. À, sao cá lóc không vậy? Ôi, con cá lóc này ngon quá, con này bự nè. Con này sáng nhỏ, con này bự nè cả nhà. Trời ơi, hên với người ta. Nay sao hên với à? Sáng giờ quýnh dính hai con này, con thứ hai, cá lóc thứ hai rồi nè. Con này ngon. Úi trời. Con này con thứ hai, cá lóc thứ hai rồi nha cả nhà. Này là có đủ món luôn cả nhà ơi. Cá rô kho kho tiêu, cá lóc nấu canh chua, đủ món luôn. Con này con thứ hai à, sáng giờ hai con cá lóc à, hai cá chơi hai cá lóc à, hy vọng vợ chiều kiếm thêm con nữa. Con này bự hơn con sáng, con sáng lứa lứa chung chung. Nay sẽ đụng cá ngon. Ui, này hên đụng cái bầy cá rô cũng ngon, dính mấy cá chê trắng cũng ngon cả nhà, cá chê trắng nó ngon lắm. Giờ có cá lóc này nữa, nay về vợ thưởng rồi cả nhà ơi. Này là đúng là may mắn, đi câu may mắn. Quá đã cả nhà, giật cá lóc sướng tay, chạy tưởng đừng có chơi khủng nữa chứ.
dữ vậy, lẹ dữ vậy bạn. Nữa đây, quá lẹ cả nhà ơi. Nổ hốt cái chạy. Cả đâu có chỗ đâu mà vô nó hốt cái chạy cả nhà. Còn đâu này nó vàng, vàng mà nó tròn nữa. Cả nhà. Cả đã quá đã cả nhà. Có nè cả nhà. Đã chưa? Để cái gì vậy? Học quốc cái vô. Giỡn mặt hả mày? Cái gì? Trời ơi, cái rô bự chà quá luôn mà. Cả nhà thấy nó vô nó ăn mắc cười, cười không? Vô nó ăn, nó hút, nó chạy, xong nó nhả, nó hút, nó chạy, rồi nó nhả, rồi nhâm cái gì? Bó tài thiệt chứ. Cá đâu phải nhỏ đâu cả nhà. Mà nó ăn kỳ cục không? Nè, nó ăn cục loại thứ tư rồi tắm mới bắt được nó nè. Cá đâu có nhỏ đâu. Nè, nó ăn meo ngoài luôn cả nhà thấy không? Nó giật mà còn sảy ra ngoài, sảy luôn nè. Nữa cả nhà ơi. Con nó ăn thiệt tình. Nó ăn thiệt tình rồi cả nhà. Đã chưa? Đó. Gì vậy? Ủa? Tiếng lệch cá rô ngon ghê thật cả nhà. Bự không? Nhỏ à, 8 cả nhà ơi.
đáng giật nè. Khoái hút cho gỗ đây được cái đẹp. Ừ. Giỡn mặt hả bạn? Ủa? Rồi vậy à? Gì? Đừng nó xảy nữa nha. Trời ơi. Sao mà xảy được các bạn? Cá rô cửa này đâu để xảy được. Cá rô cửa này không nè cả nhà. Mà cả nhà thấy nó vô nó ủi tim. Ghê không? Cá rô cửa này không á. Mà nó vô nó ủi tim. Ủi tim chứ mà không ăn nha cả nhà. Không phải không ăn mà chậm lâu ăn lắm. Đã không? Con này chắc con này đẹp quá. Nó làm hình hình con này. Ăn liền luôn hả? Để xuống ăn liền luôn hả? Ăn liền luôn hả? Ừ, trời, ú sơn. Còn bự già, ú sơn giá đã cả nhà ơi. Còn nó quá bự luôn cả nhà. Giờ nó vô rồi. Quá đã cả nhà ơi. Còn quá trời bự luôn cả nhà. Đã không? Đẹp không? Đã cầm hở tay rồi cả nhà. Sướng không? Quá đã. Con nào con đấy là cả nhà, con nó vàng nó đen, cái ức nó vàng mà trên cái lưng nó đen hết. Chỉ mới ra lụm đó cả nhà ơi. Thường nó ăn ở lần thứ hai là thường là chính xác. Này, ít lắm mà. Còn cái ông thế này. Quá đã. Chào ba dùm cho mẹ nhỏ đâu. Để tâm bắt vô cho cả nhà xem. Cá rô cái này đâu có nhỏ rồi đó nha. Cá đẹp không? Dừng ôm chà bá luôn. Ở nhà thấy nó mập. Giờ cái giấy nó dày mà nó tả ghê. Thiệt tình rồi nè. Đã mới vừa kính xả miếng mồi. Cũng lứa lứa tắm thả xuống lại cả nhà. Cũng chiều rồi cả nhà. Tắm tắm dọn đồ cái để về nhà. Cơm mới cá này tắm đêm cho bà con nghèo người ta ăn cả nhà. Mấy cái nhà trọ ở gần xung quanh nhà đó, để tắm đêm về tắm cho bà con. Tết rồi. Cũng mà cho bà con ít cá ăn Tết. Để về tới nhà tắm khoe cá cho cả nhà luôn nha. Qua tối qua về tắm chưa kịp khoe cá với mọi người nha. Này là tắm khoe cá mọi người cũng nhiều. Không biết qua nay để rộng lại không biết nó có sao không đây.
Tối về qua về có mấy con nó cũng ngập ngập. Khui. Ngon cả nhà. Thùng cá nè. Được đây là tấm đổ ra thao quá. Qua có một con cá lóc bự, cá chê bự ghê luôn, con cỡ 2 kg có mà mình thả. Thôi rồi một thao. Đã không cả nhà? Cá nè. Cá gì không à? Cá này cỡ này ngon lắm nha cả nhà. Cá rô đồng mà cỡ này giờ kiếm đâu ra. Trời, cá rô đồng nè chị. Đã không? Con nào nấy nó mập mà nó tròn gió luôn nè. Chung là cá rất ngon, được 2 cá lóc lên con cá chê chê trắng nữa nè. Chê trắng ngon lắm cả nhà ơi. Rồi. Đó. Để đầu qua đựng ba mấy con nữa ba. Cá lóc này đã ghê chưa. Này đủ món luôn nha bà con. Cá ngon gì không. Cá này giờ cỡ này giờ kiếm đâu ra. Ruộng làm gì có cỡ này mày. Mày thấy vụ cá đâu chưa. Rồi lại mày ngó đi. Bà cá mấy con nữa. Năm con được rồi. Chú ơn Nghĩa thì trả tiền đi. Chú ơn Nghĩa gì. Cho tiền nhập chú nữa bà. Lấy cái bình đựng ăn luôn lấy được. Bình đựng đi. Có cá bự đó, đưa mấy cá bự bự cho bà. cái này mà nấu canh gì, cái này kho mà dầu ăn nó mới ngon. Nấu canh gì cứ luôn, còn không nấu canh bầu. Cá rô nấu canh bầu là số 1. Hôm bữa con đi về quê mấy người đó ăn canh cuốn súng, nấu canh cá lồng này nè, cái này nướng hả. Rồi mấy cá lóc nướng ăn đi, 2 con nướng dùm cà đi. Rồi bỏ đi, bỏ mấy cá rô ra hết đi, cho hết đi, đừng để nó cong nữa. Rồi. Nó vui lắm cả nhà. Mình đi câu quá, câu mà được cá về mình cho cả xóm đó. Mình cho người chúc cái bà con ta, không phải là cũng không lớn lao gì nhưng mà cái luôn, cái cảm giác nó vui lắm cả nhà. Đang đi sách cho từng nhà hết. Lâu lắm rồi tao mới trúng được bữa. Tranh thủ để tắm tranh thủ đi bào thêm vài bữa nữa cho nó coi để clip cho bà con xem. Hiếm cá rô phải đói giờ hiếm.